Hello, xin chào anh em. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmonsu.com, địa chỉ mua bán cái chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều và rất nhiều ác game. Orange bao quy, danh tướng bao quy, thiếu niên tướng bao quy, kho báu huyền thoại, hải tặc đại chiến, vân vân và mây mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái ác game mà mọi người cần. Và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok. Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng thấy anh em đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ review thêm một con game thuộc dòng game anime cho mọi người. Đấy, một dòng game cốt truyện của Pokemon, đúng không nào? Con game này có tên là Spy Master thì phải. Spy Master, Welcome to Spy Master, đây đúng rồi, chuẩn mẹ rồi. Đấy, cái game này thì, ui, có cả lính đi cốt này không này. Đấy, con game này là hiện tại là mình đang chơi cho anh em đó bản Global, nên là nó sẽ đăng nhập tài khoản khá là dễ. Anh em thấy đăng nhập tài khoản bằng Google hoặc là đăng nhập tài khoản bằng Facebook hoặc là có thể Quick Login đăng nhập tài khoản chơi ngay. Đấy, Now đi. Đấy, và chúng ta sẽ chọn một server bất kỳ. Ở đây mới có một server duy nhất, tính ra nó khá là mới đúng không nào. Con game này thì theo như mình biết hiện tại thời điểm hiện tại bây giờ mới có, chỉ có trên bản Android mà thôi. Đấy, link tải dưới phần mô tả video. Nếu anh em mà không tải được thì vào lòng comment địa chỉ Gmail các bạn bên dưới, mình sẽ gửi link trực tiếp cho các bạn. Đấy, ngoài ra thì bản iOS chưa có, anh em thông cảm giúp. Đó, bản Global luôn, nó mới trải nghiệm một tựa game mà có hình ảnh đồ họa tươi sáng, dễ thương, đấy, da đẹp mắt. Và lối chơi game thì mình chưa chơi nhưng mà mình nghe dòng game mà thuộc thể loại game idol. Rồi, chúng ta có thể skip đi, đọc qua một tí cốt truyện. Không, nhưng mà cốt truyện thì toàn tiếng Anh thôi, mà tôi thì cũng không giỏi tiếng Anh lắm. Rồi, stop, hồn dân chi di ra, hoặc nghĩa là sử dụng kỹ năng gì đó, hoặc connected loss, vui lòng nhấn vui lòng click vào ok để di tơn lại. Game nó khá là lag, game khá là lag. Đây là kỹ năng của con Pokemon này, chi di ra. Ui, sao mà biến đổi nhanh thế? Ôi, hình ảnh nhân vật kiểu chibi ấy nó sẽ rất là đáng yêu. Uầy, cái gì, con này là Tiranita. Poison độc à. Uầy, rất nhiều Pokemon ra mà có vẻ như không làm gì được. Skip. Đấy, anh em mới thấy đồ họa tươi sáng, nhìn rất là đáng yêu luôn. Cũng là một trong những tựa game mà mình nghĩ là rất phù hợp với những anh em nào thích dòng game Pokemon. Và có thể phá cách vào những cái thể loại game như này. Chúng ta có thẻ tướng rồi, giờ chúng ta tiếp tục đến một loại thẻ tướng khác. Đó là dòng game Idol Collection. À đúng rồi, trước khi mà chơi game này thì mình không phải quảng cáo đâu, nhưng mà mình thật sự mình phải chia sẻ với mọi người. Hiện tại bản game này là bản game Global nên là nó vô cùng lag. Cái việc các bạn chơi game gặp trường hợp bị connected lost, bị lỗi kết nối rất rất nhiều, chính vậy các bạn cần phải fake IP. Đấy, các bạn có thể dùng bất kỳ phần mềm mà để fake IP để hỗ trợ việc chơi game. Và một những phần mềm mà mình dùng đó là một đấy, em có thể dùng cái app này để hỗ trợ các bạn chơi game, đặc biệt là game này. Không thì tôi khẳng định với các ông là các ông sẽ không chơi nổi game này đâu, nó sẽ bị ngắt kết nối liên tục luôn. Nhưng mà nếu có app này vào rồi thì nó sẽ rất là thoải mái. Và app này thì nó free ở trên
CH Play, anh em có thể thoải mái tải về, gõ 11111 ra là anh em có thể tìm được ngay. Đấy, app free nhá, nên anh tải về thôi. Còn link để game thì mình vẫn để những phần tải xem cho mọi người. Và chúng ta sẽ PK xem đánh chúng ta kiểu chiến đấu trong game sẽ như thế nào. Pikachu, tớ chọn cậu. Lên nào. Đây là kiểu một chọn VS1 ấy. Chứ còn nếu như mà đánh theo kiểu có cả tung poke để bắt luôn này, được nhờ. Hình ảnh thì tươi sáng và đẹp, mình chấp nhận hình ảnh cho mày đẹp, được. Rồi, sắp kép luôn. Bắt được rồi, dễ nhở. Pokemon nói chung, tất cả các dòng game Pokemon theo dạng PK ấy đều tuân thủ theo một cái gọi là quy tắc bất di bất dịch, đó là tốc độ là cái tiên quyết. Có nghĩa là tốc độ càng cao thì sẽ rất là hiệu quả trong việc PK, nghĩa là tốc độ cao sẽ được đánh trước. Đấy, và nó lại trùng với dòng game idol luôn. Đấy, dòng game idol cũng một dòng game có cách thức chơi như vậy. Đó, nên là mình nghĩ là cái việc tốc độ nó sẽ không phải là một cái gì đó mà nó quá xa lạ gì với những người chơi game Pokemon rồi. Đáng nhiều thế, game đáng nhiều đúng không? Tạo hình của Pokemon thì nó đẹp, nó chuẩn rồi thì chúng ta không có gì để bàn nữa. Còn tạo hình của nhân vật, các nhân vật trong truyện kiểu NPC ấy, thì chúng ta cũng có thể thấy được là nó rất là đáng yêu luôn. Sao phải bấm vào đây nhỉ? Kiểu tạo hình chibi ấy, thì đáng yêu các bạn. Ui, bạn giật chết luôn đó. Sao lại giết chết luôn xong để tớ bắt. Rồi. Rồi, được đặt tên này. Sau con Pocket Awakening thì đây là con game Pokemon thứ hai mà mình đánh giá cao về mặt đồ họa. Nó đẹp, nó tươi sáng, nó đáng yêu, nó phù hợp với rất nhiều người chơi. Và dòng game Idol thì là một trong những dòng game có thể nói là nó không được chuộng ở thị trường Việt Nam, nhưng mà ở thị trường quốc tế nó là một dòng game được rất là nhiều người thích chơi. Đấy. Cái gì đấy? Go to. Có phải chạy một vòng như này, tại sao không đâm thẳng một phát qua này nhỉ? Chạy đây để gặp nhóm Rocket ạ. Ôi, đám Pokemon ở đâu ra ấy? Tôi có đám Pokemon này đâu. NPC cho à? Tôi cảm ơn NPC nhá. Ôi, map khác luôn. Ôi, quả chi gì ra? Ui, có đùng luôn. Có cả tự động đánh á. Nếu mà tự động đánh này thì rất khó để gọi là căn HP. Đấy, vì kiểu gì trong game Pokemon mà có bắt Pokemon thì chúng ta đều phải theo kiểu là chúng ta sẽ đánh cho con Pokemon ấy nó máu còn chút xong chúng ta tung quả cầu ra bắt đúng không nào? Đấy, nhưng mà đây là kiểu nếu như chúng ta đặt auto thì chắc chắn rất khó trong việc căn HP. Nhưng mà đây là kiểu PK. PK nên là chúng ta sẽ không được tung cầu. Phải là kiểu đi bắt Pokemon Go chúng ta mới tung cầu để mà tóm nó về team được. Thú vị đúng không nào? Này thế là gì? Tôi có cái dương này. Cái dương này phải chơi con Pokemon này thì mới lấy được đó. Tôi cho dùng mỗi Pikachu thôi. Đéo đâu. Ui, kỹ năng điện này sát thương. Đây rồi. Pokemon thường. Bắt lấy nó. Máu nó tí này mà không bắt được mới lạ đấy. Socket. Trời ơi. Ngọt. Bắt đầu đam mê với quá trình đi tìm Pokemon và tóm nó rồi đấy. Thu thập xong rồi chúng ta còn nhận được cả quà thu thập Pokemon ạ. Được quá nhờ. Tớ bảo. Cái dương này cậu chưa lấy à ai?
gì các bạn ơi. Còn cái dương này đã nhặt nhặt chưa? Ơ, nâng cấp à? Cái này là nâng cấp, à cái này là nâng level. Nâng level của Pokemon sẽ giúp cho các bạn tăng các chỉ số chính của Pokemon: HP, Attack và Thủ. Đẹp. Tăng max lên level 10 chúng ta sẽ cần quả này. Đấy là cái đặc trưng của dòng game Idol. Đấy, chúng ta chỉ cần vượt mát thôi, còn lại phần quà thì cứ online xong rồi nhận. Nhưng mà bị cái gì đây? Zip function will become, nghĩa là kiểu trở lại sau cái đéo gì đấy. Từ từ nhá, chạy ra đây tôi nhặt cái dương đấy. Đấy, cái dương mở được mà. Lúc mới tôi có bỏ qua cái dương nào không? Đây, đây có quả poke. Đấy, nhặt được luôn đấy. Này, có nhiều cái nhặt thế nhở? Cái hoa này có nhặt được không? Hái và tặng người yêu đấy. Không được. Không được thì thôi. Magikarp. Ôi, sao mà nó lên con Gyarados rồi. Đi, mẹ. Tôi vừa thấy có con cá koi xong, giờ nó lên con rồng rồi. Nguy hiểm thật sự. Mình có rất nhiều Pokemon đây. Nó sao không được cho thêm con kia vào? Nó hướng dẫn cái gì tôi bấm nhanh quá tôi không kịp đọc. Rồi lại thay đổi map này. Thú vị ý. Hả dạ? Ok hệ nước à? Được mạnh dùng hệ điện thì nó cũng gọi là chuẩn mẽ bài rồi. Lại con này trước ạ. Đây là normal và kiểu kỹ năng thường. Tôi sợ nó giật phát nó chết luôn mất. À nó không chết. Nó khỏe lắm. Có cái gì đây? Đâu ra con đấy ấy? Ôi, chết mẹ rồi. Đâu ra, tự nhiên bay ra một cái. Như kiểu là kỹ năng bổ sung. Clear, sạch cái map này rồi. Ai rồi, giờ mới được nhận. Giờ mới được nhận không ạ? Đấy. Nó game Idol thì có lẽ là anh em biết cả rồi nhỉ? Chắc mình không phải nói nữa. Ui, ra được map chính rồi này. Hay thực sự nha. Ui, quả này quả chiêu mộ ấy hả? Ui. Chết mẹ. Ra quả môi huyền thoại này. Đấy, đến map thứ hai rồi. Những ảnh đáng yêu và màu sắc của nó đẹp mà. Tôi thấy màu sắc nó khá là tươi sáng ấy. Nhưng mình nghĩ là sẽ phù hợp với rất là nhiều người chơi. Âm nhạc thì phải công nhận là rất hay và dễ buồn ngủ. Mẹ, tầm này tôi không nói đùa công đâu. Tầm này này tôi có thể cho công xem giờ. Đấy. Công thấy không? 11:16 đêm đấy công ạ. Tôi vẫn đang ngồi review cho công video. Tầm này tôi ngồi tôi nghe biết nhạc ở game này tôi buồn ngủ quá. Chết người. À chúng ta qua có một con Pokemon mới. Pokemon kén. Pokemon nhộng sâu ngu ngốc. Không là kể tự động mà. Thế là nó vỗ thôi. Nhưng mà chỗ này chắc không bắt được Pokemon. Nó phải có quả cầu nó chúng ta mới bắt được. Hay là để auto là nó không hiện quả cầu. Perfect. Little perfect. Bắt lè diêu vua. Úi dồi, 0.99 đâu, 4.99 đâu, 14.99 đâu. Là tiền thanh toán này, thanh toán bằng Google rồi. Chắc chắn 100% với các bạn ơi. Cái này thanh toán bằng Google. Chúng nào nhận được cái này nhỉ? Chúng ta phải hoàn thành cái gì? Clear hết map thứ hai. Clear hết map thứ hai sẽ nhận được cái gì? 100% hạng A. 100% nhận được một tướng
bậc A, à một Pokemon bậc A. Một Pokemon bậc A, ok. Mình sẽ phải đi hết cái map này thì chúng ta có thể nhận được. Đánh nói chung chỉ cần đánh bọn Pokemon này là qua map mà. Mình đã tăng tốc độ chưa? Gọi tự động đánh này thì nó nhanh nhanh hơn một tí. Ong bóc cầy màu vàng. Không, tip 3 hoặc là qua map map 3.9 thì mới có thể bật tip 3 được. Ong bóc cầy màu vàng không bị đau à? Pokemon hệ hệ này là hệ hệ đất à? Con này là hệ đất à tôi? Hay là hệ gì? Tôi không phải người giỏi về Pokemon lắm. Đấy, chơi game gặp mấy ông Pokemon kiến thức về các hệ của ông kinh khủng vãi đâu. Nhớ được đẳng cấp thật sự. Tôi có là người xem Pokemon tôi cũng không bao giờ nhớ được không ạ. Quả đầu của tôi chất lượng lắm, thì mà không bao giờ nhớ cái gì quá. Cái gì nó quá lâu. Khổ lắm. Còn rất nhiều cái mà không lắp được. Hết map chưa? À còn. Ôi, đứng người nó mới hiện. Mất đi mẹ lại bọn rocket. Lặp suốt ạ, yêu nhau. Ô, chúng nó có mèo thu luôn được. Mình chỉ có mèo. Mình có sự trợ giúp của mèo. Lên. Tự động đánh rồi mà tôi phải làm gì đâu. Battle start. Ủa. Khiếp. Mèo tu mà lại thua mèo thì nhục lắm. Ôi thua thật rồi. Ui, liên mệnh quả hồi máu chất chơi người rơi vậy. Ui. May quá. Kịch bản là tôi phải máu ít như vậy nó mới gay cấn không? Vẫn được 3 sao. Kịch bản rồi. Được rồi, hình như là xong map rồi sao? Clear map rồi sao? Clear chưa? À chưa. Vẫn còn một map ẩn nữa. Ho ho. Whoa, nó đọc là con Pokemon đọc là cái đấy chỉ không? Nó đọc là whoa, tôi đọc là ho ho cho nó dễ nhé. Lại cái gì ở đây? À, có một cái đó để trang bị rồi. Nó có kỹ năng ấy, nhưng mà tôi ngu tiếng Anh thì không chỉ được kỹ năng của nó là cái gì thôi. Giết nó, giết luôn. Má quả nhạc lên buồn ngủ thế. Úi giặc được nhờ. Giết luôn. Ok rồi, ok men, quá mát rồi. Đúng không? Đúng mẹ luôn. Tôi tưởng clear rồi chứ. Vẫn chưa hay sao ấy. Vẫn chưa clear mắt này không. Uầy, quả map 2 nó nằm ở đây cơ mà. Map 2 nằm ở đây cơ mà, đã xong đâu. Chết người. Tôi muốn nhận gói quà kia quá, mà đánh lâu quá. Tôi tò mò xem tôi nhận được quà, xem là sẽ là con Pokemon gì. Ui, quả điện giật chất chơi người rồi, đau đã mà. Đúng là Pikachu nữa là Pokemon đẳng cấp lúc đầu. Áo phụ. Mình quái đi vớ vẩn quá, quái có thể đủ thời gian để mình làm nốt
các nhiệm vụ mà. Đấy, giờ mới đến chap 5 này. Dương còn một đống kia tôi còn chưa nhận kìa. Giết luôn. Quả hệ đất này thì hơi à, quả hệ đá này thì hơi căng. Ui, đàm của Pikachu vẫn bị mạnh một cái gọi là vẫn là một thuộc cái đẳng cấp gì đó khủng khiếp vãi đái. Kinh khủng khiếp. Sợ thật sự. Ui, cái map này nó nhiều thế. 26 rồi, 20 mới full à. Lại đánh nữa. Nhiều quá. Bao giờ mình mở dương đây. Ui, quả đá chất chơi luôn, on it. Ui. Cái gì đây? Ui, chết Pikachu rồi. Không ổn rồi. Không xong rồi. Ui, bị mệt. Đau thế. Cố lên. Tớ đi cậu. Rồi. Không, quả này được có 2 sao thôi. Có thể là 3, có thể là 1 sao ấy. À, vẫn được 3 sao này thôi. Chết 2 con, ừ, chết 3. Chết 3 mới lại, mới xuống mới bị tụt sao không? Đấy rồi. What the fuck? Cái gì vậy? À, ra đấy là cái chip để. Wow, được Charmander. Nên dùng thẻ chiêu mộ X10 chắc chắn được cái gì đó. Ok, nói chung là mình xin phép dừng cái video này ở đây thôi. Hơi video hơi dài rồi. Đấy, ok, một tựa game mà mình một tựa game về Pokemon mà mình nghĩ anh em nên chơi thử. Thật sự rất là cuốn luôn. Cái cách chơi và cái đồ họa của game thật sự là đáng yêu và đáng để có thể chơi. Nó hơn khá nhiều những con game mobile thì tại đang phải trên thị trường. Đấy, hãy tải thử về và trải nghiệm và để lại nhận xét của mọi người dưới phần bình luận của video. Đấy, anh em muốn thảo luận, muốn tìm kiếm những người chơi cùng mình ở trong tựa game này thì đừng ngần ngại tham gia vào cộng đồng game của mình. Có thể anh em sẽ tìm kiếm những người chơi như vậy đó. Ok, còn bây giờ thì xin phép kết thúc video thôi. Anh em thấy hay thì cứ like, share, subscribe kênh chúng mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. We'll be right back.